thiếu niên A Tinh gặp phải biến cố nhân sinh, một lần chán chường cam chịu, tự cho là nhân sinh bất thường, mỹ nữ lẳng lặng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, giống như mưa xuân làm dịu nội tâm, ánh mặt trời gieo hạt giống, A Tinh dãy dụ đứng lên thắt lưng, dưới sự chăm sóc lẳng lặng của mỹ nữ, trở thành hán tử đỉnh thiên lập địa. Một cái phế vật, như thế nào bị mỹ nữ tuệ nhãn thức châu? Một mỹ nữ, làm sao làm con gái của vượng phu? Chương một Đẹp đẽ mẹ, mẫu tử tình thâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Lòng ghen tị, mụ mụ bị nhầm vào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 A à, Tinh lớn lên, tìm việc chi lộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Mụn mù, mù mắt ung thư, yêu đã không tại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tỷ phá toái hôn nhân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Lục Bình không rể đi lang thang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Ngắm nhìn bầu trời tưởng niệm mụ mụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Phùng hoa đô thị sinh tồn không dễ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 mỹ lệ hoang ngôn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test